Này là thánh thư nghìn nghìn nét chữ cô em học trò. Này là bánh trưng mẹ ra từ tay gối người cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết phân trường học cho. Nhìn cầm bánh trưng mà lòng tự thương mẹ già xa xôi. Mặt vào áo len giống như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp phương trời, im người tình đi một nơi. Ôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn nơi khi xuân về vui thật là vui, không quên người dương gió phương trời. Âu yếm người tình đi muôn thật nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu. Và lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng thắm đến với mình. Cảm ơn nơi khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Âu yếm người tình đi muôn nơi, thật nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về yêu. Vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương
anh dành cho em khi xuân về, xin hãy yêu đời. Ta đón được xuân hồng ngày mai và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em khi xuân về, xin hãy đón được xuân hồng ngày mai.